Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về cách làm caramel nhé. Đây là sản phẩm caramel của mình sau khi mình đã làm xong đấy các bạn ạ. Những hộp caramel rất mịn và vàng, ngon. Sau đây mình xin trình bày cho các bạn xem cách làm nhé. Nguyên liệu các bạn cần phải chuẩn bị đó là trứng gà, sữa tươi không đường và sữa đặc, và lựa quả chanh, và một chút đường, và thêm một chút nước lọc nữa các bạn nhé. Bây giờ mình tiến hành cách làm như sau. Các bạn dùng một cái xoong nhỏ để mình cho đường vào. Các bạn cho khoảng 2 thìa đường. Đấy, và mình vắt nửa quả chanh lấy nước cốt các bạn nhé. Mình cho chanh vào mục đích để tạo màu rất là vàng và đẹp đấy các bạn ạ. Tất nhiên là mình chỉ làm cái màu ở cái đế thôi. Đấy, các bạn chỉ lấy nước cốt thôi các bạn nhé. Nửa quả chanh thôi ạ. Nửa quả chanh nhỏ thôi các bạn nhé. Nếu quả to thì các bạn chỉ vắt chút thôi. Có nghĩa là khoảng một muỗng cà phê nước chanh thôi các bạn ạ. Sau đó mình mang đi, mình cho thêm khoảng 20ml, 100ml nước. Mình cho 100ml nước vào, sau đó mình đun. Mình đun, các bạn cứ khoắng cùng với cả cái đường đấy thì đương nhiên nó sẽ tạo thành màu cánh gián, đúng không ạ? Nó bay hết hơi nước đi để cái đường nó nóng chảy ra và nó sẽ tạo thành màu này, đúng không các bạn? Giống như các bạn thắng nước hàng ấy. Đấy thì rất là nhanh thôi. Để đây mục đích mình làm cái đế. Còn không thì các bạn có thể là pha cái nước cà phê đen ấy. Sau đó các bạn cho thêm một chút đường vào, các bạn quấy nó lên thì nó cũng tạo thành màu này thôi. Sau khi đã tạo màu cánh gián và sánh rồi thì các bạn dùng các cái nọ hộp đựng caramel như thế này. Các bạn đổ vào đế, vào đáy hộp đấy ạ. Còn không thì các bạn có thể dùng vào những cái cốc hoặc những cái nọ mà các bạn có thể sử dụng được. Khi mình hấp nó không bị chảy ra là được. Đấy thì mình múc các cái nước mình vừa thắng đấy, mình vừa đun đấy, mình cho vào các cái đế của cái nồi này, à đế của các cái hộp này. Các bạn nắng đều đi. Và các bạn có thể cho nhiều lên một chút, đấy là tùy ý thích của các bạn. Đấy rất là keo đúng không ạ? Rất ngon đấy các bạn ạ. Và màu rất là đẹp. Còn các bạn có thể ăn thích màu cà phê thì các bạn cho cà phê đen vào nhá. Sau đó các bạn cho thêm khoảng 2 thìa đường các bạn đun lên. Pha cà phê ra, các bạn cho 2 thìa đường các bạn đun lên để tạo màu. Thì sau khi mình đã cho hết cái nước đường mình vừa cô lại vào trong cái đế của hộp caramel này rồi, thì bây giờ các bạn lấy trứng các bạn đập ra. Với cái lượng mình chuẩn bị là 5 quả trứng gà và 200ml sữa tươi với 2 thìa ăn phở sữa đặc thì các bạn có thể đánh tan và các bạn làm được 6 hộp caramel đấy ạ. Sau khi các bạn đánh tan trứng ra rồi thì các bạn đổ sữa tươi vào. Tùy các bạn nhá, nếu các bạn thích ăn ngọt thì các bạn có thể cho sữa tươi có đường nhá. Còn với mình ăn vừa vừa cho vậy mà mình không cho, mình cho sữa tươi không đường đấy các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình cho sữa vào. Sau đó các bạn cho đường, cho sữa vào nhá. Đấy, khoảng 2 thìa thôi. Mình cho vậy thôi chứ cho nhiều quá rất là ngọt các bạn ạ. Vậy mình không cho sữa nhiều, sữa đặc. Và sau đó các bạn đánh tan đều lên. Các bạn chỉ quấy theo một chiều nhé. Để cho nó tan đều ra thôi. Các bạn đừng quấy nó lên bọt nhé. Các bạn quấy cho tan đều. Sau đó các bạn quấy cho tan đều cái lòng trắng và lòng đỏ của trứng. Sau đó các bạn dùng một cái bát khác và các bạn dùng dây lọc, các bạn lọc.
Mục đích mình lọc đây để khi mình ăn cái caramel nó rất là mịn các bạn ạ. Với những công thức rất là dễ làm, nguyên liệu dễ kiếm, các bạn có thể làm thế này cho các bạn, nhà mình ăn, các thành viên gia đình ăn. Rất là đảm bảo chất lượng, không phẩm màu, không chất bảo quản. Ăn rất là ngon và tốt cho sức khỏe đấy các bạn ạ. Ăn một hộp caramel này vừa có sữa, vừa có trứng, nghĩa là vừa có canxi, vừa có chất đạm, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Sau khi mình đã lọc xong rồi thì các bạn có thể múc caramel vào trong các cái hộp nhé. Múc cái kem đấy, mình vừa đánh ấy, trứng và sữa đấy ạ. Mỗi một hộp này các bạn có thể múc 2 cái muỗng như của mình, đây là đầy luôn. À, vừa tới luôn. Chứ các bạn đừng cho đầy quá nhé. Là cho mức độ vừa phải đấy, giống như cái hộp các bạn đi mua đấy, họ chỉ để 2 phần 3 thôi đúng không ạ? Đấy các bạn cứ cho lần lượt như vậy đến khi hết cái lượng mà mình làm ra nhé. Còn các bạn có thể ăn nhiều hơn thì các bạn làm nhiều hơn. Sau khi mình đã cho hết được cái nước bột kem sữa vào, trứng sữa vào trong cái hộp rồi thì bây giờ các bạn đậy lắp lại nhé. Mục đích mình dùng phễu vừa xong đấy là mình để cho nó phải rớt ra ngoài thôi các bạn ạ. Và bây giờ mình dùng một cái xoong to các bạn hấp. Đấy, cái xoong các bạn đổ nước vào làm sao mà mình khi mình đặt caramel thì nó ngập khoảng từ 1 phần 3 đến non một nửa của cái hộp đấy thôi, ngập cái dưới đít đấy ạ, để mình hấp nó có hơi nước, nó không bị cháy đúng không ạ. Đấy các bạn xếp hết vào nồi xong rồi đúng không ạ, bây giờ các bạn mang đi hấp thôi. Khi các bạn hấp nó thấy các bạn thấy sôi nước thì sôi khoảng 5 phút nhé. Thì các bạn mở ra các bạn xem thấy nó có độ phồng dưới đây đúng không ạ? Thì các bạn có thể đậy vung lại, các bạn hấp thêm khoảng 15 phút nữa mà thoải mái chín. Đấy, sau khi mà mình hấp thêm 15 2 phút nữa rồi thì bây giờ các bạn cho ra. Nên là cái hơi nước nó đọng lại các bạn ạ. Các bạn mở ra kiểm tra xem cái chất lượng bánh, cái chất lượng kem caramel của mình làm xem thế nào nhé. Đấy, nó vì nó đang vẫn còn ấm ấm do vậy mà nhìn nó lung lung như này nhưng mà rất là mịn đấy các bạn ạ. Mình xúc cho các bạn xem nhé. Mình dùng thìa xúc cho các bạn xem này. Đấy, rất mịn và sánh đúng không ạ? Ngon. Đấy, rất ngon luôn các bạn ơi. Tuyệt vời đấy ạ. Đấy, sản phẩm caramel của mình đến đây đã xong rồi đấy. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Wow, rất ngon. Thơm, mịn. Thơm mùi sữa và mùi trứng, ngậy ngậy và ngọt vị đường nữa các bạn ạ. Ngon lắm. Xin chúc các bạn làm và thành công nhé. Video caramel của mình đến đây đã xong rồi. Nếu các bạn theo dõi video của mình, nhớ ấn like, chia sẻ kênh giúp mình với bạn bè nhé. Để và đăng ký kênh để được theo dõi những video gần nhất. Rất mong được sự đóng góp và chia sẻ của